Linh ơi, Linh ơi. Đấy, thấy chưa? À, con làm gì đấy Bí? Ăn sao được? À, vừa lên đây. Ô sao được, rồi con cầm đấy. Bin ơi, Bin ơi. Hả? Bố về kìa. Bố quần áo con này. À, Bin kìa, bố về kìa, bố về. Bố máy đi Ê. làm qua đi ngang qua cái chỗ tiệm Bố bé, Bin đi. máy đây bố lấy quần áo cho Bin này. À. À, đây là có hai bộ, một bộ là Bên chọn màu nào nào? Đây. không có mũ, một bộ có mũ. Đây, con chọn màu Ê. nào nào? Màu này nhá. Pin. Nào. Mặc cái nào trước cho pin nhỉ? Bố mặc trước cái này nhá. Rồi, bố mặc trước cái bộ đấy cho pin xem nào. Nào, bố cởi quần ra nào. Đấy. Bố thử nào. Thử cho pin nhá. Mặc có đẹp không nhá. Hôm nay trời lạnh đấy, mặc quần áo này là được rồi. Bên hôm nay có quần áo mới, bên thích không? Ngoan ở nhà với mẹ là hôm nào bố đi làm về bố sẽ có quà cho bên nhiều nhá. Bin ở nhà ngoan lắm đấy. Bố đi làm nhớ mua nhiều quà cho Bin nghe chưa? Bố nghe không? Rồi bố sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để mua quà cho Bin, mua sữa, mua bánh nha, cho Bin ăn nhiều, đúng không? Bin ngoan thì bố mua nhiều quà nào. Được rồi, Bin đứng lên con, Bin đứng lên, bố kéo áo lên xem mặc đẹp. Đây, mình đứng thử lên bác xem nào. Ôi, đấy vừa in, À, đẹp mình chưa đứng thử lên. kìa. Mình đứng thử lên Ê, nào. Đứng lên nào. mình đứng lên con, đẹp Đấy, đẹp chưa? không? Bác Nào, xem. mẹ xem. Ê, đứng lên, thẳng Lên, lên, thẳng người mình lên, thử con lên. thẳng người lên. Đấy. Mình mặc Tha bộ hồ này quần đẹp nhỉ. áo đẹp mặt nha. Mình mặc bộ này đẹp nhỉ. Ôm vừa người, đấy, đẹp chưa, đẹp chưa? Nào, mẹ xem nào, mẹ mẹ ôm mẹ bé Bin nào. Đứng thẳng lên, con, đi xin cái đây. Đây, đứng yên. À, bộ này có hai màu à? Cô coi coi đi mẹ xem. Đây, coi coi đây đây. Ờ, đứng yên, nào, đứng yên nào. Đẹp chưa? Đấy. Đấy, bố thấy đẹp không? Đẹp nhỉ, Đấy, đẹp đúng mình mặc mấy bộ này đẹp. không? Mẹ ôm hả? Xuống đây, con xuống đây. Này, đứng yên đây. Ờ, cởi ra thử bộ kia nha. Này, bố này, bố ôm em thử. Nào, được rồi, bố bé nào, bố Bố. thử bộ khác xem đẹp không nào. Bên ngồi đây. Đấy, bố mặc bộ này cho em đi. Đây. Cái bộ này không có mũ này. Đấy, có cái túi như bụng này. Bố phải đặt hai kiểu về xem mà Bin có thích không Đấy, đấy, tại có cái túi vì như bụng Bin bỏ được kẹo, Bin bỏ được cái túi này là đồ ăn đồ này. ăn này nhá. Hay ăn kẹo, bỏ được kẹo đấy. Đây. Rồi, được rồi, con ngồi lên nào, ngồi lên bớt thử xem. Đấy, Bi ngồi lên cho bố dễ mặt nào. Con lòng tay vào đây. Bi cứ nhìn bố thế hả? Cái mặt kìa. Hôm nay có quần áo mới mình thích đấy. Bố mua quần áo mới đi là nhìn bố à? Đứng Kìa. lên bố xem. Nên Bi đứng lên đi. bố cài khuy lại nhá. Ê, bố kéo khóa lên cho Bin đi. Rồi con đứng lên nào. Con đứng thử lên bố xem đẹp không. Đẹp chưa, Đấy, bộ này đẹp nhỉ. Thì nhìn đi Đấy, mặc vào bên mặt lớn đẹp. nhở.
Nhìn lớn hẳn luôn đấy. Đấy. Đây, đứng thẳng lên, đứng thẳng lên mẹ xem. Đứng yên kìa. Nhìn lớn hẳn luôn đấy mỗi nhỉ. Bên lại với mẹ đi. Bên đi lại đấy, mẹ. Thấy chưa? Lại mẹ xem nào. Bên đi lại. Ôi trời ơi, trông thế. Lớn hẳn luôn đây này. Ra dáng người lớn đấy chứ. Mẹ bé nào. Trông chứ. Đẹp chưa? Đẹp bố nhỉ? Bố thấy đẹp không? Đẹp mà. Đấy, bố thấy đẹp chứ à? Đây này. Vừa người pin luôn đây này. Đấy. Rồi, đứng, tại lên. Đứng lên, đứng lên. Đi đâu? Đi, lại con. Đấy, để yên bộ đấy mặc nha. Cái bộ này cất đi. Bỏ ra ngoài cái chỗ. Chỗ quần áo cho pin. Lại mẹ, nhanh lên. Đấy. Ngồi lên đây hả? Cảm ơn bố đi. Bố đi mua cả lá cho pin đấy. Được rồi, mẹ bé nào. Thương thế. Cái mặt kìa. Pin nào, lấy bố nào. Bố bé pin cái để bố vào bố đi tắm nhá. Ở nhà ngoan nhá. Đấy, pin lại bố bé kìa. Hôm nào bố đi làm về bố bố quà cho pin nhá. Bố tự đây bố vào tắm. Rồi, pin lại mẹ nào. Pin lại mẹ đi. Mẹ để bố vào tắm nha. Bên này mẹ mẹ bé ra ngoài cho đi chơi để bố vào bố tắm à. Bố đi tắm nha. Tắm nhanh lên thôi. Bố đi tắm này. Rồi bố đi tắm, bố đi tắm. Nha. Đấy mẹ cho đi ra ngoài chơi đi. Bố đi tắm ngay nha. Rồi bố đi tắm đi. Rồi bố tắm rồi. Mẹ bé đi nơi. Thôi sao đây à, mẹ ôm hả. Ra ngoài chơi nha. Đi. Nè. Mẹ bé đi nè. Ngoài chơi nè. Đây. Nào. Đi đây. Con đi chơi đi.